Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho hai học trò uống tóc, uống lạnh, uống là kiểu cơ bản. Mấy đứa này mới học được có 2 ngày thôi. Bây giờ mà uống tóc á, mình sẽ dùng cây sương nhỏ này nè, uống dọn. Mình bắt một lớp tóc chiều ngang á là khoảng trong cái đoạn này nè. Chiều ngang, chiều dài là trong cái đoạn này. Còn chỉ chiều ngang á là 2 ô tập hoặc 3 ô tập tùy tóc, là hình chữ nhật á. Rồi bắt cái chiều dài cái này tới đây nè, bắt cho nó ngay ngay là chứ. Rồi chiều dài của tóc trong cái tết tóc này đó là trong khoảng độ này nè, còn chiều ngang hao tập, cứ hao tập. Đúng rồi, bắt cho nó ngay là chứ. Rồi đó, tôi chỉ dùng tấm lót, bỏ vô. Mình dùng cái xương cuốn lại, nhớ là cuốn cho căng thẳng cho bóng tóc nha, thì nó sẽ quăng đẹp hơn. Đúng rồi đó, hai đứa này mới học có 2 ngày thôi, chỉ cần xiên là được, xiên là quấn được thôi. Mình có thể mình học cái này nè, mình quấn một ống là mình quấn được nhiều ống, cần mình cần quen tay chứ không cần qua tay. Mình quấn một ống, mình cố gắng quấn một ống là xong, quấn được 2 ống, 2 ống thì được 3 ống, 3 ống, 4 ống, rất đơn giản. Quấn uống này rất là cơ bản. Tiếp tục cái đoạn này, tiếp tục cái chiều dài thì khoảng trong cái đoạn này, còn chiều ngang là 2 ô tập. Rồi bắt thì kéo lên đỡ trực diện nha, không có kéo lên trực diện như thế này nè, thẳng lên chứ không có nghiêng gì nha, nghiêng giày hoặc nghiêng gì không đúng nha, trực diện của nó thì nó mới sát chân được. Này quấn đi, cái này tóc hơi ngắn mà buộc quấn sát chân nha, quấn lỏng lỏng là nó vụt. Rồi kéo thẳng lên, rồi dùng cái xương quấn. Cái này là mình cái xương lớn hơn cũng được, mà tùy mình quấn cái xương nhỏ hơn cũng được, tùy quan trọng cái thời gian mình canh thôi. Mình muốn giận á, mình tính mình muốn uống giận á thì thời gian mình để thuốc á nó nhanh chút xíu, còn mình còn dùng dùng cái xương to thì thời gian để lâu chút xíu, nó cũng giống nhau thôi, không có gì hết. Cái xương này, cái xương nhỏ cũng được, cái xương bự cũng được, quan trọng thời gian mình để vô thuốc. Rồi đang thun lại rồi. Chút xíu á, mấy cái này nè nó sát chân nó sẽ có ngấn, bởi vậy mình sẽ tháo ra gài lại kịp. Mình lấy cái này mình gài lại nó không có ngấn, chút xíu nó không có sát chân, nó không có ngấn, nhìn nó rất là đẹp. Rồi mình gài lại vậy nè, đúng rồi, nó mình gài lại vậy đó, là hồi nó không có ngấn, mình không không gài nó có ngấn nha. Thôi được rồi, chút xíu quấn gài, chút xíu mình sẽ gài lại hết cái này luôn. Mình lấy cái này nè mình gài lại, nó không có ngấn, còn không gài thì nó có cái đường ngấn con thun, nhìn xấu lắm, nhìn nó bị gãy gãy tóc. Hay còn cộng này đó, chải xuông trước. Đúng rồi, kéo thẳng trực diện của cái phần tóc của nó, bỏ cái phần cái tấm lót hay uống lạnh vô nè. Đúng rồi, bao lại, kéo lên cho qua ngọn tóc chút xíu, để ngọn ngọn tóc lòi ra ngoài là nó mới gãy tóc. Dùng cây sương này, sương tuyến này, rồi
Cái này hơi méo chút xíu, mình chỉnh cho đẹp lại. Chứ mình chỉnh lại. Kệ nó không sao đâu, mình quấn cho đẹp, cho căng của những cái phần cái xương là được rồi. Đúng rồi. Từ từ. Mình quấn được, mình chỉ cần tập cho quen tay một ống xương này thôi là mình có thể làm được. Hai ống xương, ba ống xương, bốn xương, vẫn giống y chang vậy thôi. Không có khó, rất dễ. Mình quấn được một ống là quấn được hai ống, mình quấn được hai ống là quấn được ba ống. Tiếp tục hết cái đầu. Là được. Mình muốn chạy 73 thì mình chia 73 ra mình uống. Xe bát thì mình uống kiểu xe bát, 73 thì uống kiểu 73. Tóc ngố uống dần dần thì mình uống theo kiểu dần dần. Rồi cứ tiếp tục quấn vậy là hết cái đầu. Rồi mình vô nhỏ thuốc là được. Cái này mình chỉ thao tác quấn thôi, quấn thác uống thôi. Như thế uống hết đầu. Rồi tiếp tục ở đây nha. Rồi. Rồi vậy đủ rồi.